Nhặt được của rơi trả người bị mất là một nét đẹp văn hóa đạo đức trong cuộc sống. Trong xã hội phát triển như hiện nay thì việc làm này càng trở nên đáng trân quý. Tại Tiền Giang vừa ghi nhận hành động đẹp này của một chủ quán ăn. Theo xác nhận của Công an xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, chị Nguyễn Thị Bạch Yến là chủ một quán ăn tại xã Long Định, huyện Châu Thành. Khi thấy túi xách của khách bị bỏ quên ở quán ăn, chị Yến nhờ người hàng xóm làm chứng để mở chiếc túi xách ra thì phát hiện bên trong một sổ tiết kiệm 550 triệu đồng do một người phụ nữ 68 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành đứng tên, cùng 4 chiếc nhẫn, một sợi dây chuyền, một vòng đều làm bằng kim loại màu vàng và một căn cước công dân. Sau đó, chị Yến mang toàn bộ tài sản trong chiếc túi xách đến công an xã Long Hưng trình báo để tìm người trả lại. Qua xác minh, công an xã Long Hưng đã mời chủ nhân đến nhận lại tài sản. Theo người phụ nữ, sau khi đi ăn cùng người cháu, bản thân không nhớ mình đã bỏ chiếc túi xách ở đâu, cũng không biết mình đã bỏ mất tài sản ở nơi nào. Khi nhận lại tài sản, người phụ nữ rất xúc động và gửi lời cảm ơn đến chị chủ quán tốt bụng.